Chương 11. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như răng đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài, thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tăng tự chia rẽ nhau, thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng, ta sẽ trở lại nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn mình, vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì người từ nơi đồng cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đứng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đứng hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên trơn đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng, song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đức Chúa Giêsu đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn, người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và đều dữ. Hỡi kẻ dại dột, đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao?
Thả các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi đều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng, thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Sa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khêu chọc Ngài, lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra.